Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong tuần vừa qua, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khánh thành tuyến đường ống vận chuyển khí đốt dưới biển mang tên Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Sự kiện này không chỉ là bước tiến mới rất quan trọng theo hướng cải thiện và thắt chặt quan hệ đối tác song phương đầy thăng trầm giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn là thành công có ý nghĩa đột phá của nước Nga trên bàn cờ năng lượng không chỉ ở châu Âu mà còn trên phạm vi vượt ra khỏi khuôn khổ của châu lục này. Chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ cùng phân tích và làm rõ ý nghĩa của sự kiện này với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Đại sứ Nguyễn Quang Khai, chuyên gia phân tích các vấn đề Trung Đông, và Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia phân tích chính trị quân sự quốc tế. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng theo dõi tổng hợp về sự kiện khánh thành dự án đường dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. Ngày 19 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng dự lễ khánh thành tuyến đường ống dưới biển thuộc dự án đường ống khí đốt tự nhiên Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm hai tuyến đường ống dẫn khí đốt dưới biển, với mỗi đoạn dài 930 km, chạy xuyên qua Biển Đen từ khu vực Anapa của Nga tới làng Kyikoi của Thổ Nhĩ Kỳ ở độ sâu 2 km, vận chuyển hơn 31 tỷ mét khối khí đốt, với thời gian vận chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối là khoảng 52 tiếng đồng hồ. Dự án này không chỉ cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho khu vực và các nước láng giềng khác. Ngay trong bài phát biểu tại lễ khánh thành tại thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ca ngợi dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là một bước tiến mới trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia đang ở trong thời kỳ nồng ấm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Mối quan hệ hữu nghị giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn trải qua thử thách trong nhiều năm qua, đã và đang mang lại kết quả có lợi cho cả hai nước. Chúng tôi chưa bao giờ áp đặt khuôn khổ cho mối quan hệ này theo yêu cầu hay áp lực từ quốc gia khác. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tin tưởng rằng hai dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và nhà máy điện hạt nhân Akuyu sẽ trở thành biểu tượng rõ rệt cho quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa hai nước. Trong đó, dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến quốc gia này thành một trung tâm quan trọng về khí đốt của châu Âu, cũng như nâng cao vị thế địa chính trị của Ankara. Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản sẽ cho phép Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khí đốt. Nó cũng tác động đáng kể tới sự phát triển kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Biển Đen. Dự án cũng là một thành tố quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu. Từ chỗ lún sâu trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga tại Syria vào năm 2015, giờ đây, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành những đối tác thương mại quan trọng của nhau. Lễ khánh thành dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ này là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ trong hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Giới quan sát nhận định, vượt qua những định kiến và nghi ngờ lẫn nhau trong quá khứ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước củng cố lòng tin để có thể xây dựng mối quan hệ đối tác và đồng minh trên một số lĩnh vực. Việc duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp Nga-Thổ đang được xem là sự lựa chọn địa chính trị mang tính tất yếu đối với cả hai bên. Trong bối cảnh Nga vẫn tiếp tục bị phương Tây cô lập, còn mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đang ngày càng sâu sắc. Thưa Đại tá Lê Thế Mẫu, chứng kiến sự kiện khánh thành đường dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu rằng cái dự án này cùng với nhà máy điện hạt nhân Akuyu mà Nga đang xây dựng cho Thổ Nhĩ Kỳ thì là biểu tượng cho một quan hệ phát triển mới giữa hai quốc gia. Vậy thì ông bình luận như thế nào về điều này? Cái nhận định của Tổng thống Nga Putin về hai dự án này thì nó phản ánh hoàn toàn đúng cái bản chất cái mối quan hệ đầy thăng trầm và sóng gió của giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng trên hai chiến tuyến đối đầu với nhau. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 thì Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thiết lập một quan hệ hợp tác đối với Nga. Riêng cái đề án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ ấy,
thì chúng ta thấy rằng là nó bắt đầu được hai nước ký biên bản để xây dựng dự án này vào năm 2014. Thì vừa ký biên bản xong vào 2014, cuối 2014 thì 2015 nó diễn hai sự kiện, 2016 hai sự kiện cực kỳ là gây cấn. Đấy là Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga đang làm nhiệm vụ chống khủng bố Syria, và sau đó thì đại sứ của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát. Cho nên cái biên bản ghi nhớ đó là bị chững lại và hai bên không thực hiện được. Mãi đến đầu năm 2017 thì hai bên mới quyết định khởi công cái dự án này. Chỉ trong vòng 2 năm mà dự án đã xây dựng thành công. Cho nên có thể rằng là cái dự án này cùng với cái nhà máy điện nguyên tử mà Nga xây dựng cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu chung một số phần thăng trầm như vậy. Và nó phản ánh một cái thực tế, hay nói cách khác là một chân lý của thời đại ngày nay. Tức là kẻ thù hay đối thủ chỉ là tạm thời, mà lấy quốc gia là vĩnh viễn. Cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, còn về phía Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, thì ông Erdogan đã cho rằng là cái sự kiện này nó là bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì theo đại sứ Nguyễn Quang Khai thì cái nội hàm của bước tiến mới trong cái quan hệ giữa hai quốc gia này là gì? Tổng thống Erdogan coi đây là cái bước tiến mới trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước tiến mới mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước. Thế phải nói rằng là cái đường ống này là một cái đường ống mang tính chất chiến lược, nó không chỉ mang lợi ích về kinh tế mà đây là một cái dự án mang tính chất địa chính trị hết sức quan trọng, không chỉ đối với Thổ Nhĩ Kỳ hay là Nga mà nó còn đối với khu vực Trung Đông cũng như là các nước ở Liên minh châu Âu. Thì dự án này nó sẽ cung cấp khoảng độ, cái giai đoạn đầu tiên của nó là 15,75 tỷ mét khối một năm, và khi hoàn thành, đây là hoàn thành cái giai đoạn 1, thì cái khi mà đã hoàn thành toàn bộ cái dự án này nó sẽ nâng lên gấp đôi. Cái việc mà quyết định xây dựng cái đường ống này là nó mang cái tính chất chiến lược hết sức quan trọng trong cái quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, và nó khẳng định rằng là cái đường lối chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ là ngả sang Nga. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, đại tá cũng nhận định là cái quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua rất nhiều những cái bước thăng trầm khác nhau. Vậy thì với cái dự án đường dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ này, thì cái mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những cái bước tiến mới nào trong thời gian tới? Đúng là sau cái dự án này ấy, thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện trong tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự. Về kinh tế thì có thể nói rằng là cái Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ ấy, và cái nhà máy điện hạt nhân của Nga xây dựng cho Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra một điều kiện để bảo đảm cái an ninh về năng lượng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong rất nhiều năm. Và trên cơ sở đảm bảo an ninh năng lượng thì hai bên sẽ tăng cường và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Và dự kiến là đến năm 2020 thì kinh tế trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ đạt khoảng 100 tỷ đô la, ngang với cái thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc. Chúng tôi nhớ lại là quan hệ giữa Nga Việt Nam tuy là quan hệ đối tác toàn diện chiến lược, nhưng mà đến năm 2020 trao đổi thương mại chúng ta chỉ mới đạt được con số là 10 tỷ, phấn đấu đạt 10 tỷ đô la. Chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nó quan trọng như thế nào. Có thể nói rằng là Nga là một thị trường rất rộng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, và đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thị trường rộng lớn của nước Nga. Đây là về kinh tế. Về quân sự thì ta thấy rằng là Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp cái sự phản đối của NATO và của Mỹ thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết định đi mua tên lửa S-400 của Nga. Và đồng thời là về mặt quân sự nữa thì Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ hợp tác với nhau rất chặt chẽ để giải quyết cuộc chiến tranh ở Syria hiện nay. Nếu không có Nga, vai trò của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với nhau thì tôi e rằng là cái cuộc chiến ở Syria sẽ khó có thể hóa giải được. Đối với mặt quân sự, về mặt chính trị có thể nói rằng là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với nhau thì sẽ vừa củng cố vừa nâng cao cái vai trò vị thế của nước Nga ở Trung Đông nói chung, và đồng thời cũng nâng cao vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đặc biệt chúng ta biết rằng hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cùng Iran đồng bảo trợ cho một tiến trình chính trị để hóa giải cuộc khủng hoảng ở Syria, người ta gọi là chiến trình Astana. Có thể nói là hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới sẽ diễn ra rất toàn diện trên cả ba lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Vâng, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, điểm cuối cùng của dự án đường dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là châu Âu. Vậy thì với cái dự án này thì cái hệ thống đảm bảo năng lượng của châu Âu sẽ có những cái tác động như thế nào? Châu Âu là tiêu thụ khí đốt của Nga đến 40%, tức là 40% cái nhu cầu về hơi đốt của châu Âu ấy là được Nga cung cấp. Và thậm chí là có nhiều nước ở châu Âu ấy
là sử dụng 100% cái nhu cầu của mình về hơi đốt ấy, là từ Nga. Thí dụ như là Hungary, Bulgari, Slovakia, Áo, vân vân. Thế thì đây là một cái con đường mà xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giai đoạn đầu ấy là mấy nước thôi, mấy nước Đông Âu là Serbia, Hungary, Bulgari và Slovakia. Nhưng mà về tương lai nó sẽ kéo dài và sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về hơi đốt cho toàn bộ các nước ở trong Liên minh châu Âu. Thì cái đường ống này ấy, chắc chắn là nó sẽ đảm bảo về cái thị trường ổn định, không những là cho Thổ Nhĩ Kỳ mà cho châu Âu nữa. Và châu Âu sẽ được hưởng lợi rất nhiều trong cái dự án này, bởi vì là được cung cấp ổn định này, có một cái nhà cung cấp ổn định. Cái thứ hai là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn việc mà mua ở các cái thị trường khác. Và sắp tới đây nếu mà hoàn thành toàn bộ cái dự án này thì và tiếp tục xây dựng những cái dự án khác nữa thì sẽ nâng cái công suất của nó lên đến 63 cho đến 70 tỷ mét khối một năm. Như vậy thì là nó sẽ đảm bảo cái tính ổn định cho cái thị trường về khí đốt cho các nước châu Âu. Và đồng thời Nga cũng có một cái thị trường ổn định, tức là anh có một cái đường ống như thế thì sẽ ổn định cho cái thị trường của anh để hàng chục năm. Thì như vậy là nó đem lại rất nhiều lợi ích, không những là cho Nga, cho Thổ Nhĩ Kỳ mà cho cả các nước trong Liên minh châu Âu. Vâng. Vậy phải chăng vì những cái lợi ích nó mang lại như vậy mà cái dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ này lại có sức hấp dẫn không chỉ với Thổ Nhĩ Kỳ mà với cả châu Âu nữa, thưa đại tá Lê Thiên Mẫu? Hiện nay chúng ta biết rằng là ngay sau khi mà cái dự án này khánh thành ấy, thì rất nhiều nước đã bắt đầu đề nghị tham gia cái dự án đó. Tôi lấy thí dụ như là Hy Lạp, tôi lấy thí dụ như là Italia và kể cả Bulgaria. Thế thì cái sức hút của cái dự án này thể hiện ở trên hai bình diện. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là về độ tin cậy về mặt chính trị. Nhưng mà kinh tế chúng ta có thể thấy rằng là cái dự án này chứng tỏ một cái điều là khả trình độ quản lý phải nói cực kỳ có hiệu quả và phải nói là mang cái tầm chiến lược rất cao của Nga. Và đặc biệt là cái dự án này đã tiết kiệm được kinh phí so với dự án dòng chảy phương Nam đi qua Thổ Bước Rí là khoảng 22%. Như vậy là vừa hiệu quả kinh tế rất cao, vừa hiệu quả về quản lý, trình độ quản lý. Thứ hai là về mặt chính trị, dự án này thể hiện một cái điều, tức là khi hợp tác với Nga là cái độ tin cậy về chính trị là rất cao, rất ổn định, bởi vì Nga không gây bất kỳ sức ép nào về chính trị đối với các đối tác và luôn luôn hợp tác dựa trên nguyên tắc là các bên cùng có lợi. Đấy là cái hai cái yếu tố có thể nó tạo được sức hút rất lớn của cái dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, chính là hiệu quả kinh tế và cái độ tin cậy về chính trị khi hợp tác với Nga trong dự án mang cái tầm thế kỷ như vậy. Vâng, xin được cảm ơn đại tá Lê Thiên Mẫu và đại sứ Nguyễn Quang Khai. Thưa quý khán giả và các đồng chí, như vậy rõ ràng là lợi ích, sức hấp dẫn cũng như ý nghĩa của dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là rất lớn đối với không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga mà còn với cả châu Âu. Tuy nhiên thì không phải quốc gia nào cũng ủng hộ dự án này. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi ghi nhận những phản ứng của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến dự án này. Ngày 19 tháng 11, tuyến đường ống khí đốt dưới biển cuối cùng của dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức được khánh thành dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mà còn được dư luận đánh giá là một sự đảm bảo cho an ninh năng lượng của cả châu Âu. Thời báo DW của Đức nhận định, dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ đạt được mục tiêu trở thành một cây cầu chính giữa Đông và Tây Âu. Việc trở thành một trung tâm năng lượng quan trọng trong khu vực sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ kiếm được hàng tỷ euro trong quá trình cung cấp khí đốt cho phần còn lại của Đông Nam châu Âu, cũng như cho phép Nga vận chuyển nhiều khí đốt hơn tới châu Âu mà không phải đi qua Ukraine. Điều này cũng sẽ khiến chính phủ Kiev mất đi hàng tỷ euro tiền phí vận chuyển. Chính vì lý do đó, gần như ngay sau khi dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được khánh thành, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Khí đốt và Thị trường Khí tự nhiên Ukraine Leonid Unigovsky đã kêu gọi Kiev ngăn chặn dự án này. Theo ông Unigovsky, Ukraine sẽ thiệt hại ít nhất 500 triệu đô la Mỹ tiền vận chuyển vì lượng khí đốt quá cảnh Ukraine sẽ giảm từ 12 đến 13 tỷ mét khối mỗi năm và con số này sẽ còn tăng lên khi nhánh thứ hai của dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được hoàn tất. Trong khi đó, ngày 17 tháng 11,
Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã hứa với Ukraine sẽ chống lại dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và xa hơn là dự án dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Nga và Đức để đảm bảo an ninh khu vực châu Âu. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc cùng Ukraine để ngăn chặn các dự án khí đốt của Nga vì chúng hạ thấp vai trò của Ukraine trong việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu và càng khiến các quốc gia châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Bản thân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng kịch liệt phản đối dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga và kêu gọi các nước châu Âu ngừng hợp tác với Moscow trong các dự án này. Theo giới chuyên gia, dù Hoa Kỳ phản đối một cách gay gắt các dự án năng lượng của Nga vì muốn bán khí đốt cho châu Âu, tuy nhiên, khi mức giá khí đốt của Washington bán tại thị trường EU đắt hơn gấp rưỡi so với giá khí đốt của Nga. Chính vì thế, cho dù có chia sẻ lợi ích địa chính trị với Hoa Kỳ đi chăng nữa, người châu Âu cũng khó có thể từ bỏ lợi ích kinh tế do người Nga đem lại. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, để có thể đối trọng được với dự án đường dẫn khí đốt mang tên dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, thì EU đã dự kiến là sẽ hợp tác với Israel để xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Trung Đông tới châu Âu để nhằm tránh quá phụ thuộc vào Nga. Vậy thì ông có nhận định gì về tính khả thi của dự án này và liệu nó có thể cạnh tranh được với dự án đường dẫn khí đốt mang tên dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ hay không? Ngày 5 tháng 12 năm 2017 thì Hy Lạp, Italia, Ship và Israel đã ký một cái biên bản thỏa thuận để xây dựng một cái đường ống dẫn khí với công suất là khoảng 16 tỷ mét khối, tức là tương đương với cái dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo cái an ninh năng lượng cho EU. Đồng thời là cái mục đích chính là cũng là để mà cạnh tranh với Nga trong việc cung cấp cái khí đốt cho các nước ở châu Âu. Thế thì mục đích ấy, thì rõ ràng rồi, tức là để mà giảm phụ thuộc vào Nga. Về châu Âu ấy, thì muốn là thông qua cái dự án này ấy, để giảm cái sự phụ thuộc vào cái việc cung cấp của Nga thông qua cái dòng chảy Phương Bắc và cái dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Thế tuy nhiên là cái số lượng này nó cũng chỉ chiếm 5% cái nhu cầu tiêu thụ hơi đốt của các nước châu Âu mà thôi. Thế thì dự án này nó cũng là một cái tham vọng lớn. Thế nhưng mà khó khăn thì cũng không phải là ít. Bởi vì thứ nhất ấy, là anh phải cần tiền. Thì hiện nay ấy, theo tôi được biết thì các ngân hàng của châu Âu ấy, là cũng chưa sẵn sàng, nghĩa là cho vay để thực hiện cái dự án này. Dự án này nó cũng khoảng độ 6 đến 7 tỷ đô la. Thế còn chưa nói rằng ấy là nó có những cái rủi ro về chính trị. Bởi vì rằng cái đường ống này ấy là nó sẽ được xây dựng đi qua những cái vùng đất của Palestine bị chiếm đóng. Thì cái đầu này ấy là chính là các nước châu Âu, các nước trong Liên minh châu Âu, 28 nước ấy là cũng đang phải bàn với Israel để mà xử lý cái vụ này. Bởi vì cái việc này nó vi phạm cái công ước Geneva về cái lực lượng chiếm đóng. Thế chưa kể rằng là anh xây dựng cái đường ống này cũng phải qua lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Và đang hiện nay là đi qua cái Biển Đen mà, thì qua cái lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ nữa thì nó cũng sẽ không phải là giải quyết rất là dễ dàng. Thế thì nói là tóm lại là gì? Tức là cái dự án này là một cái dự án lớn, tham vọng, đầy tham vọng, nhưng nó cũng gặp rất nhiều những cái rủi ro mà cho đến nay thì vẫn chưa khởi công được. Thì tôi cho rằng là có lẽ là mà cái mục tiêu của họ là đề ra là đến 2025 là bắt đầu là cung cấp được khí đốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu đó chỉ là tham vọng thôi, chứ còn thực ra là hiện nay đang vướng rất nhiều những cái vấn đề mà cần phải giải quyết. Vâng, cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, chúng ta cũng nhắc nhiều đến những ý nghĩa lớn mà dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ này mang lại đối với châu Âu. Tuy nhiên thì không phải quốc gia nào cũng đồng tình với dự án này. Và trong đấy có hai quốc gia phản đối rất là quyết liệt, đấy chính là Hoa Kỳ và Ukraine. Vậy thì đại tá Lê Thế Mẫu có thể lý giải về cái sự quyết liệt phản đối này từ hai quốc gia trên? Để có thể lý giải được cái sự phản ứng quyết liệt của Mỹ và Thổ và Ukraine thì chúng ta trước hết nhận thấy rằng là ngoài cái dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ thì Nga còn có hợp tác với châu Âu để xây dựng cái dòng chảy Phương Bắc 2.
và thứ ba là Nga đã có dòng chảy sức mạnh Siberia để cung cấp khí đốt sang Trung Quốc và người châu Á. Với ba cái dự án dòng chảy khí đốt này ấy, thì người ta cho rằng là Nga đang vẽ lại, định hình lại một cái bàn cờ năng lượng thế giới, không chỉ ở châu Âu mà trên cả thế giới. Cho nên là chúng ta biết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump bây giờ đang phấn đấu để đưa nước Mỹ, và hiện nay thực sự là như vậy, trở thành một quốc gia sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới. Mà khi như vậy thì là Mỹ phải cần có thị trường để tiêu thụ năng lượng. Và như vậy thị trường lớn nhất và có thể là quan trọng nhất của nước Mỹ chính là ở châu Âu. Cho nên Mỹ bằng mọi cách cản phá tất cả những dự án khí đốt mà Nga hợp tác với châu Âu. Hiện nay là Mỹ đã ra lệnh cấm vận đối với tất cả những công ty hợp tác để xây dựng dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Nga với các nước châu Âu. Thì và họ đang tiếp tục ngăn cản cái dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ của Nga. Đấy là tôi này là về vấn đề phía Mỹ. Cho nên cái này nó phụ thuộc vào cái xuất phát từ một cái chiến lược toàn cầu của nước Mỹ trong cái bản đồ năng lượng thế giới. Còn đối với Ukraine thì chúng ta biết rằng Ukraine trước đây là bằng mọi cách ngăn cản Nga để chuyển tải khí đốt của mình đi qua lãnh thổ Ukraine sang châu Âu. Thậm chí Quốc hội Ukraine đã thông qua một cái luật, tức là ngăn cản nước Nga chuyển tải năng lượng đi qua lãnh thổ Ukraine. Đây là một cái hành động chẳng khác gì là câu chuyện là vác đá ghe vào chân mình. Để bây giờ khi mà Nga đã làm thành công đối với Thổ Nhĩ Kỳ rồi thì Ukraine là kiên quyết phản đối cái dự án của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu. Tuy nhiên thì như Đại tá Lê Thế Mẫu cũng chia sẻ phần trước, đấy là sau khi dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được khánh thành thì có nhiều quốc gia châu Âu cũng đã ngỏ ý muốn tham gia vào cái dự án này, ví dụ như là Bulgaria, Hy Lạp hay là Italia. Vậy thì theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai thì những cái diễn biến như vậy nó mở ra một cái xu thế mới nào cho cái bàn cờ năng lượng của châu Âu? Tôi nói thêm một tí, tức là Mỹ là phản đối rất mạnh, bởi vì rằng là nó không chỉ là vấn đề kinh tế mà nó còn là vấn đề chính trị nữa. Có nghĩa rằng là Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu thì sẽ không sẽ tách dần cái quan hệ với Mỹ, và đặc biệt là trong cái điều kiện mà Mỹ và các nước châu Âu đang cấm vận Nga thì cái dự án này có thể là một cái sự mở đầu cho cái việc xích lại giữa các nước châu Âu và Nga. Thì cái này là Mỹ rất là lo ngại. Thế còn trước đây ấy, thì các nước châu Âu là không quan tâm tới cái dự án dòng chảy Phương Nam cũng như là cái dự án gọi là dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà khi bây giờ thì tức là sắp hoàn thành rồi thì anh lại muốn là tham gia vào, đúng không? Bởi vì anh thấy nhiều cái lợi ích quá, đúng không? Và được mua giá rẻ này, được có một cái thị trường ổn định này, thế rồi quan hệ với Nga sẽ cải thiện này, vân vân, thì các nước châu Âu bây giờ lại muốn, không chỉ là mấy cái nước như là Bulgaria hay là Slovakia hay là Italia đâu, mà tôi thấy là nhiều nước châu Âu là muốn tham gia vào cái dự án này, bởi vì nó rất là an toàn và tiền thì có sẵn rồi, bây giờ chỉ có là tập trung vào hoàn thiện cái dự án này thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì ông Putin thì ông ấy nói rằng là cũng hoan nghênh thôi, nhưng mà cũng không phải là mặn mà lắm, bởi vì là cái dự án nó có nhiều lợi ích quá. Thì bây giờ là ông ấy cũng đang còn xem xét xem là có nên cho những cái nước này tham gia vào cái dự án này không. Nhưng mà tôi cho rằng là cuối cùng ấy, thì là ông Putin và Nga thì chắc chắn là sẽ cho những cái nước này tham gia ở một cái công đoạn nào đó, chứ không phải là cho hoàn toàn cái dự án này. Đó. Ở đây tôi xin bổ sung thêm một chi tiết, tức là hiện nay thì không chỉ có Ý, Hy Lạp, Hungary và nhiều nước khác cũng đang có dự kiến tham gia dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng phía Nga họ tuyên bố thế này, bởi vì dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã hoàn thành giai đoạn đi dưới biển qua Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ phần còn lại tức là chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu. Thế nhưng Putin cũng tuyên bố thế này, cần được châu Âu nào tham gia chúng tôi sẵn sàng, nhưng với điều kiện phải được sự thống nhất của Liên minh châu Âu. Bởi vì nếu không được thống nhất với Liên minh châu Âu, đến như là dòng chảy Bulgaria về Nga đầu tư hàng tỷ đô la vào câu chuyện này thôi. Thế nhưng mà khi Liên minh châu Âu gây sức ép đối với Bulgaria thì Bulgaria là buộc phải tạm dừng lại, và khi đó thì họ sẽ tham gia vào cái công đoạn, tức là xây dựng cái tuyến đường ống trên bộ để chuyển tải khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ sang cho thị trường châu Âu. Tôi nghĩ rằng thì chắc chắn là với một xuất phát từ cái lợi ích mà quốc gia, thì tôi nghĩ rằng là không sợ thì buồn, chắc là Liên minh châu cũng phải chấp nhận cái dự án này thôi.
Một điểm nữa tức là châu Âu muốn tham gia vào cái dự án này để giảm bớt cái sự phụ thuộc vào Mỹ. Bởi vì Mỹ cũng cung cấp khí đốt cho các nước trong Liên minh châu Âu, nhưng mà là Mỹ để chuyên chở bằng tàu biển. Thế cho nên là cái giá thành của nó sẽ rất cao và không thể cạnh tranh được với đường ống cung cấp từ Nga. Cho nên là bây giờ là các nước châu Âu đang suy nghĩ, suy tính và rất là mong muốn là được tham gia vào cái dự án này để mà tăng cường quan hệ với Nga và hưởng cái giá ưu đãi, đúng không? Và giảm bớt cái sự phụ thuộc vào cái nguồn cung cấp khí đốt hóa lỏng từ Mỹ. Vâng, xin được cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu và đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích hết sức sâu sắc trong chương trình Nghề Quan sát ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với thành công có tính đột phá của dự án đường dẫn khí đốt dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, thì nước Nga đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định hình bàn cờ năng lượng quốc tế với ba thế mạnh chủ yếu là nguồn tài nguyên dầu mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, năng lượng nguyên tử dựa trên nền tảng công nghệ mới và sự hợp tác dựa trên cơ sở tin cậy về chính trị. Và phần bình luận trong chương trình Nghề Quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý khán giả và các đồng chí có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ngày 23 tháng 11, lực lượng không quân của 14 quốc gia đã tiến hành cuộc tập trận tác chiến trên không tại căn cứ không quân Natan, miền Bắc Brazil, với sự tham dự của khoảng 100 máy bay quân sự, trong đó có 6 máy bay F-16 của Hoa Kỳ, cùng với các máy bay của Brazil, Canada, Chile, Pháp, Peru và Uruguay. Các lực lượng không quân diễn tập theo các kịch bản giả định như chiến dịch gìn giữ hòa bình và các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa thiên tai. Cuộc tập trận này được tổ chức tại Brazil từ năm 2002. Ngày 23 tháng 11, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 18 công dân Ả Rập Xê Út, được cho là có liên quan tới vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Các lệnh cấm đi lại đối với 18 công dân này có hiệu lực đối với tất cả các thành viên thuộc khối tự do đi lại Schengen Zone thuộc Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định đây chỉ là các biện pháp tạm thời và có thể được xem xét lại hoặc mở rộng đối tượng bị trừng phạt. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể cấm cửa với Mexico nếu nước láng giềng phía Nam mất kiểm soát khu vực biên giới. Lý do dẫn tới cảnh báo trên của ông Trump là vì tình hình người di cư đang có mặt ở Tijuana, Mexico dần trở nên mất kiểm soát. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng cho phép các binh sĩ sử dụng vũ lực sát thương nếu cần thiết tại biên giới với Mexico. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, lượng khí thải CO2 trong bầu khí quyển đã tăng lên ngưỡng cao kỷ lục mới trong năm 2017. Ngoài việc lượng CO2 thải ra liên tục tăng, hiện tượng El Nino giai đoạn 2015-2016 cũng góp phần đáng kể khiến nồng độ CO2 trong khí quyển đạt ngưỡng cao kỷ lục. Các nhà khoa học cảnh báo, nếu không nhanh chóng cắt giảm CO2, thì tình trạng biến đổi khí hậu sẽ gây ra nhiều tác động mang tính hủy diệt và không thể đảo ngược đối với sự sống trên trái đất.